Rồi, cô chào cả lớp. Hôm nay cô có một thông báo gửi đến lớp mình như sau. Thì tuần sau lớp chúng ta sẽ bắt đầu bước vào kỳ thi học kỳ 1. Trong lúc làm bài thi online thì chúng ta thực hiện đúng những nội quy trong phòng thi. Các em chỉ làm bài thi trên một thiết bị và tuyệt đối không sử dụng tài liệu khi thi. Tuần sau các em thi môn toán rồi, các em phải lo chuẩn bị bài thật kỹ và nhớ ôn tập các phần mà cô đã đánh dấu trong sách nhé. Tuần sau là thi rồi, mình chưa học cái gì hết. Hay là mình nên tạo ra một nhóm chat để trao đổi bài đi. Nói là làm, Long liền tạo nhóm chat. Ngay lập tức, Phong, Triệu và Kiều Anh lần lượt nhận được thông báo. Tin nhắn của ai đây ta? Thì còn hai môn thì chưa học hay tham gia nhỉ? Điểm hết thì bị Mỹ đánh. Quá ổn, lần này có còn học bài là sướng quá. Phải làm sao đây? Mình có nên tham gia không nhỉ? Theo bạn, tiếp theo Kiều Anh sẽ hành động như thế nào? Tham gia nhóm chat hay im lặng thoát khỏi nhóm? Ơi, câu 6, đáp án mà như vậy tôi không biết làm, gửi đáp án cho tôi được không? Ok, tôi chụp gửi ông nha. Ủa, không làm gì mà cũng được 10 điểm luôn hả? Mà sướng quá đi. Biết cái ngày hôm nay nó có một thời gian ngọn cho rồi. Thà được 20 điểm chứ bây giờ. Thành kiểm trung bình. Sớm nghe. Tụi anh nói gì ta? Không, mình nghĩ không nên làm như vậy đâu. Bởi vì sẽ ảnh hưởng đến hành trình cuối năm đó. Nên mọi người tự làm bài thi sẽ tốt hơn. Thôi nữa không tham gia. Tí nữa là phạm sai lầm rồi. Mình làm bậy có đúng hay không ta? Trong khi các bạn đang vẫn đang việc mà học hành để được thành tích tốt, còn mình không học gì nhưng vẫn muốn có điểm cao. Thôi, mình suy nghĩ lại.
mình nên đi học. Hành vi gian lận trong thi cử đều là những hành động không được xã hội chấp nhận. Bất cứ hành vi gian lận nào cũng sẽ luôn được phơi bày, đồng thời bị mọi người lên án, phê bình và chỉ trích. Sức mạnh của lòng trung thực là vô cùng lớn. Sự trung thực giúp cho chúng ta có được sự yêu thương, sự quý mến và sự tôn trọng từ mọi người xung quanh. Không có tài sản nào quý hơn sự trung thực.